Vừa rồi thì em Quân cũng đã chắt ra được một lít mật ong được cô bác này. Màu màu mật ong khoái thì nó sẽ đậm hơn lại cái màu mật ong rừng của bác nhé. Đấy, và cho Lực cũng có in thêm một cái tem của bản em để dán vào đây cô bác nhé. Đấy, mật ong khoái rừng và có những công dụng gì thì cho Lực đều là ghi hết ra đây rồi cô bác. Và nếu mà cô bác nào muốn quan tâm tới mật ong của cháu Lực hoặc là mật ong của em Quân thì có thể là hoặc là cho Lực qua số điện thoại trên màn hình, Lực gửi thêm những cái clip mật ong nguyên chất tới tay cho quý ông bà. Và trước khi mà cho Lực gửi cho các bác thì cho Lực sẽ là dán tem này, xong là cho Lực sẽ cho thêm một cái lớp ni lông, lớp ni lông để cho Lực phủ lên trên, phủ lên trên cái nắp này. Và cho Lực sẽ dùng cái máy khò, các bác để khò lại. Đấy, cháu Lực sẽ dùng cái khò để khò lại, cố định cái nắp nó để cho nó chắc cô bác này. Dạ, nói đi. Dạ. Dạ. Con dạ. Con chào. Con chào. Con chúc. Con chúc. Các ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều. Sức khỏe. Thật nhiều. Thật nhiều. Sức khỏe. Sức khỏe. Rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân 14 tuổi cô bác. Thực phi hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi rằng là cháu Lực đã đi giả cái phần khoản ngân hàng của em Quân hết rồi cô bác ạ. Và qua cái thực phim này thì cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực rằng là cháu Lực đi vào cái bên ngân hàng của chính sách ấy thì người ta không có cho cháu Lực quay, với lại ở bên trong thì có rất là nhiều những cái vấn đề mà cần bảo mật, cho nên là cháu Lực sẽ không có được vào trong đấy, thì cháu Lực sẽ không có ghi hình cô bác. Vừa rồi thì gặp một con chó đấy nhìn trông khá là nguy hiểm của bác, thì cháu Lực phải đuổi nó đi thì cháu Lực mới dám là đi qua cái đoạn này của bác. Và tiếp tục cái câu chuyện mà cháu Lực không có đi vào ghi hình đối với cô bác thì rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực của bác nhé. Thời tiết mấy hôm nay thì trời rất là nắng của bác, đường mọi cái thì cũng đã khô hết rồi. Như cô bác có theo dõi được những thước phim mà ở trên nhà của ba ông cháu của bác thì cháu Lực cũng đã tiến hành và sửa đường và tìm cái chỗ để vật liệu hết rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang gọi vật liệu lên rồi cô bác nhé, gọi vật liệu lên để đến điểm trường tập kết, rồi thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là tiến hành vận chuyển vật liệu đi vào nền nhà. Bây giờ lấy vật liệu thì cháu Lực sẽ lấy những cái vật liệu nào mà nó cần trước thì cháu Lực sẽ lấy cái vật liệu đó vào trước cô bác ạ. Thì em Quân với lại ông bà thì sau cái thước phim hôm qua thì chắc là rất là vui mừng cô bác ạ, khi mà hai anh em có duyên với nhau và cháu Lực cũng ghi hình hoàn cảnh của em Quân lên thì cũng được rất là nhiều quý ông bà, cô chú, anh chị gửi những tấm lòng vàng tới cho em Quân. Thì đến hôm nay thì em cũng đã bỏ đi trên đôi vai mình một cái khoản nợ mà phải nói là rất là lớn cô bác ạ, 50 triệu cô bác. Cái 50 triệu này thì kèm theo đó thì còn vài tháng mà chưa được bố của em Quân đóng lãi cô bác. Thì cháu Lực cũng xin ý kiến của ông bà, cô chú Mạnh Thường Quân rồi trích thêm cái tiền của quý nhà em Quân ra để cháu Lực bổ sung vào đấy cô bác. Tổng cộng tất cả cháu Lực là chi đi là hết là 51.240.000 cô bác. Đấy, một cái số tiền rất là lớn của bác này. Đấy, thì bây giờ cháu Lực nhìn thấy từ xa xa thì dáng vẻ của người bà với lại bé Hiếu đang ở ngoài kia không biết là làm gì cô bác. Theo cháu Lực nghĩ rằng thì bà thì ở ngoài lấy những cái rau lợn này
Thế còn ở trên phía nhà của ba ông cháu ấy của bác thì bây giờ mọi cái thì cũng đã hòm hòm là đi vào hết rồi cô bác nhá. Nào, có vẻ rất là nguy hiểm cô bác này, chó nó cứ rình rình đi vào hướng sâu lưng của mình thôi. Còn phía bên này chắc là đàn gà của nhà em Quân của bác, cũng có vài con gà thả ở trên này. Đây ở phần phía ngôi mộ dưới kia thì em Quân có kể cho cháu Lực nghe rằng là cái ngôi mộ của người mẹ của bác thì ở bên trong thì không có cái xác đâu, chỉ có là một cái bó rơm để làm thành hình con người. Bé Hiếu thì đang ở kia này cô bác này. Chắc là vừa mới đi học về sao ấy. Chạy đi đâu ấy hả? Chạy đi đâu ấy? Chạy đi đâu? Nào. Dạ, nói đi. Dạ. Dạ. Con chào. Con chào. Quý ông bà. Con bà. Cô chú. Con chú. Anh chị. Anh chị. Rồi, hôm nay thì có vẻ rất là ngoan này cô bác này. Chắc là em ấy cũng rất là vui mừng khi mà biết tin là gia đình mình đã xóa bỏ đi cái khoản là 50 triệu ấy cô bác. Một cái em bé mà có vẻ như nhìn vào cái khuôn mặt cô bác thì rất là cá tính ấy cô bác. Đấy, trên người của em ấy đang mặc thì chỉ có những bộ quần áo mà các cô bác gửi cho bé Hiếu thôi. Hôm nay ai bờm tóc cho ấy? Hả? Cái này có hả? Có hả? Giáo. Cô giáo hả? Bảo cháu Đức vừa hỏi rằng là tóc thì ai làm cho thì bảo là cô giáo. Thế đi trường thì cô giáo dạy cái gì nào? Phải đi chơi cô giáo dạy cả đã. Hả? Tóc sứ. Tóc sứ ra. Lên trên bảo là cô giáo dạy học chứ. Thế có dạy đến 1, 2, 3, 4 không? Hả? Hả? Có dạy A? Có dạy A ớ không? Dạy A ớ à? nhìn vào khuôn mặt của em cô bác, nhìn trông rất là dễ thương cô bác. Đấy, phải nói là trong thời gian qua thì được rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị quan tâm tới bé Hiếu và em Quân rất là nhiều. Anh Quân đi đâu rồi? Thì không nhớ cả. Hỏi là em Quân đi đâu rồi thì Quân bảo là bé Hiếu bảo là chắc là đi lấy cỏ rồi cô bác. À thế. Đếm tóc từ bé. Bài ra. Bàn chiếc mà thẳng ra đấy. Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Cho Lực hỏi ăn kẹo không thì cũng biết là ăn, chỉ bảo là ăn kẹo không ấy cô bác. Đây, kẹo này. Đây. Đây. Cháu xin. Cháu xin. Cháu xin chú Lực. Con này cơ mà. Cháu xin chú Lực, nói. Nói. Cháu xin chú Lực. Cháu xin con Lực. Rồi. Đấy. Đi, chạy đi. Đi. Đây. Chồng rất là đáng yêu cô bác ạ. Đấy, ở nhà thì có vẻ như là em Quân dọn xung quanh nhà rất là gọn gàng cô bác này. Đấy, cái ngôi nhà của em Quân ấy cô bác thì trước kia thì bố đang làm dở cô bác, nhưng mà chưa có được hoàn thành. Cháu Lực nghĩ rằng trong thời gian tới thì có vẻ như sẽ rất là lạnh cô bác, khi mà ở phần phía bên ngoài mình chưa có được làm xong hết rồi. Rồi anh chào Quân nhá. Rồi Quân đi đâu về đấy? Đây, cầm lấy mình đi. Em định đi xem hạt chẩu không? Đi xem hạt chẩu á? Vâng ạ. Thì có không? Có một ít. Có một ít à? Thì có nhặt được một ít nào không? Không, em đang chuẩn bị về nhà lấy bao. Đang chuẩn bị về nhà lấy bao à? Vâng ạ. Thế thì bây giờ đi luôn chưa? Tí nữa mới đi ạ. Vâng. Thế thì một tí nữa đi nhỉ. Vâng. Hôm nay thì có vẻ như là bé Hiếu rất là ngoan đấy nhỉ. Vâng. Để xem nào. Vào nhà đây. Thôi đi vào nhà thôi. Thật đúng không? Ôi. Anh Tăng mới hơi ảo lắm mẹ. Bà thì đang ngồi kia để thái hơi mà nó. Ra, Tăng ảo ra. Ra. Hơi ảo năng ra. Hơi ảo năng ra. Mà, tốt lắm, tốt lắm. Đấy. Ra.
Tại bé Hiếu thì cứ lần nào về cô bác ở tốt nữa đều đi nhấc ghế cho cháu được cô bác này. Đây hôm nay thì vào thì nhà thì có cả ông, có cả bà nữa, trông rất là vui cô bác. Đấy, hôm nay thì nhìn vào trên cái khuôn mặt của người bà với lại người ông có vẻ như là đang rất là vui cô bác. Ông hôm qua thì ông với bà có nói gì không? Có. Có à? Ông với bà bảo gì? Ông với bà rất vui khi khi em khi đã được anh đi ra nộp thì ông với bà rất vui. Rất là vui rồi à? Dạ. Bà Hiếu thì đang bảo là bà bóc kẹo cho này cô bác này. Bà thì năm nay cũng được gần là 80 rồi cô bác. Nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt của bà cô bác có vẻ như là trước kia bà đã phải lao động rất là vất vả và kèm theo đó thì cái phần tinh thần của bà thì cũng có ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên là bà có thể là bà già trước tuổi luôn cô bác. Bé Hiếu với em Quân thì là cùng bố khác mẹ cô bác ạ. Bé Hiếu thì bây giờ đã được ăn cơm ở trong hết rồi nhỉ? Vâng ạ. Hãy làm gì đấy? Cái ngậm đi, lấy ngậm đi, lấy ngậm đi. Được đi học được một tháng rồi nhỉ? Vâng ạ. Hãy đi học được một tháng rồi cô bác thì cái thay đổi của em cũng rất là nhiều khi mà không có còn còn ngang bướng như đợt trước nữa. Ở đây thì có vẻ như là không phải là ngang bướng của bác, sau này sẽ hình thành thành cho em Bé Hiếu một cái thói quen mà phải nói là tự lập rất là sớm của bác ạ. Thì bây giờ thì chỉ có ông bà và lại em Quân dạy dỗ cho bé Hiếu thôi. Không được cho cô giáo này. Có thằng cháu à? Cô giáo hỏi ra. Cháu được vừa mới hỏi rằng là ai làm mà cái phần cột tóc cho thì bé Hiếu bảo là cô giáo làm cho. Đi học thì có khóc không? Tóc từ ngày hay à? Tóc từ hay lắm. Hay đi học thì không có khóc gì cả cô bác ạ. Vừa rồi thì bà vừa mới đón về à? Vâng ạ. Là sáng đưa về xong chiều tối lại đón về đúng không? Vâng ạ. Nếu mà tối nào bà không đi được thì cho mấy em đi học ấy đưa về. Đưa về à? Nhưng mà các em có đưa về không? Có. Có à? Vâng ạ. Thế nhưng mà nếu mà như này thì mình phải dặn từ trước rồi đúng không? Vâng. Dặn từ buổi sáng rồi đúng không? Vâng ạ. Cái đi chú Lan thắng không được á. Theo nó thăm bực cái giác của chứ mà. Nhặt hạt chẩu này thì đi nhặt ở rừng mình hay nhặt của ai? Nhặt của họ thế ạ. Nhặt của họ á? Vâng ạ. Nhưng mà họ có cho nhặt không? Có ạ. Không có à? Vâng ạ. Bà với ông thì ở nhà là làm những công việc ở ngoài ấy cô bác, chỉ là những cái công việc mà đi lấy rau lợn, đi lấy cỏ thôi. Đây, ở đây thì có vẻ như là em Quân đi nhặt cái hạt chẩu này với rất là nhiều rồi cô bác này. Này phò với cô đây, Quân với cô à? Hả? Đây, ở đây thì bà cũng có bảo rằng là mỗi lần đưa bé Hiếu đi học với cô bác thì nhặt theo mình một cái túi bóng màu đỏ đỏ này cô bác này. Vừa rồi thì em Quân có bảo là lại tiếp tục đi nhặt. Để đằng sau nhà của ba ông cháu ấy, và đằng sau nhà của em Quân ấy cô bác thì có vài nơi thì cũng đã bị sạt xuống là rất là nhiều. Bà thì đưa bé Hiếu đi thì có phải đi đường này không? Có. Có à? Vâng. Là đi theo đường rừng ở đây à? Vâng ạ. Ôi rồi. Vừa rồi thì bà có kể với anh rằng là mỗi lần bà là đưa bé Hiếu về thì bà cũng có nhặt theo cả hạt chẩu nữa à? Vâng ạ. Hạt chẩu hiện tại thì anh thấy là một cân của nó mới được 8.000 thôi. Vâng ạ. Sáng đưa em, bà đưa em đi học thì về xong là bà mới nhặt. Bà mới nhặt à? Vâng ạ. Một cân là 8.000 thì nếu mà một yến thì được có 80.000 với cô bác này. Nhặt đi nhặt hạt chẩu thì chỉ có đi theo những cái lối mà ai chưa đi bao giờ ấy, thì mới nhặt được cô bác. Có à? Vâng ạ.
Đây này anh thấy đây có này đấy. Cái này chứ. Cái bức à vườn sắn này của ai kéo anh lên đấy? Vườn sắn này là của ôi đây này. Nhà chị kia thôi. Của nhà chị à? Vâng. Có vẻ như là rơi xuống rất là nhiều này cô bác nha. Nhưng mà ở rừng này có phải rừng của nhà em không? Không ạ. Không đâu à? Vâng ạ. À, mình nhặt hạt, mình nhặt cái à, cái quả rơi của nó thì à, người ta không nói đúng không? Vâng ạ. Đây là mấy hôm trưa bác đi gặt không được, không về nhặt được thôi chứ. Không, nếu mà hết bác rồi. Ở nhà thì nhặt hết rồi. Nhặt hết rồi à? Vâng. À. Sáng bác dậy sớm lắm. Ở đây này rất là nhiều đây này. Ừ. Mỗi lần đi nhặt cái này thì em đi nhặt được được bao nhiêu? Được bao nhiêu cân? Em cũng không biết, em không có cân. Không có cân à? Vâng ạ. À thế là mình cứ mang về là mình đổ lại không? Mình tách vỏ được đúng không? Vâng ạ. Đấy, cái hạt chẩu này thì em quân thường đi nhặt này cô bác này, nhặt về xong là còn phải tách lấy nguyên cái hạt của nó này. Đây. Vâng. Đấy, bây giờ thì ở ngoài kia thì cũng những công việc người ta thuê mình thì cũng đã làm hết rồi. Thế bây giờ thì em cảm thấy là cái mình cảm thấy là mình nhẹ hơn không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Bây giờ mình không phải lo được cái vấn đề mà khoản ngân hàng nữa rồi nhỉ? Vâng ạ. Em có cảm thấy là mình may mắn khi mà mình được các bác mạnh thường quân gửi tiền cho mình để mình được đi đóng, đi giả ngân hàng hết không? Có. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ kiếm tiền được nhiều. Đấy, ở đây thì là được các bác, các ông bà, các cô chú là yêu quý em và biết cái hoàn cảnh của em như vậy ấy. Vâng. Thì là các bác gửi cho em cùng với nhau đóng góp mỗi người một chút ít để giúp cho em được giảm cái phần khoản ngân hàng này. Vâng. Ở đây là trong danh sách anh thấy là có một bà là có một cô là cô bé là gửi nhiều nhất. Vâng. Đấy, lần đầu thì cô gửi 10 triệu, lần hai thì cô gửi 12 triệu. Và sau đó thì có bác Thảo Đố. Vâng. Bác Thảo Đố thì cũng rất là yêu quý em. Vâng. Cũng gửi tiền quý cho vào, quý của em cũng rất là nhiều. Và gửi quà cho em thì cũng rất là nhiều đấy. Vâng. Hôm nọ hai cái thùng đồ mà quần áo đấy. Vâng. Thì gửi từ bên nước ngoài sang ấy, thì cái tiền cước của nó cũng không phải là rẻ đâu, rất là đắt luôn đấy. Vâng ạ. Có vẻ như là mấy hôm nay cũng khá là nhiều đấy nhỉ. Vâng ạ. Nhặt cái này thì xong mình mang đi đâu để bán? Mang lên chợ ạ. Mang lên chợ để bán à? Vâng ạ. Mình đi bán vào ngày chủ nhật hay là bán ở nhà ai? Chủ nhật thì được nhiều hơn, còn nếu mình không bán vào ngày chợ thì nó được ít hơn. Được ít hơn à? Vâng ạ. Nhưng mà thường là em mang đi bán là đi bán vào những ngày nào? Ngày chợ ạ. Những ngày chợ à? Vâng. Thế mỗi một tuần thì em kiếm được tầm bao nhiêu? Nếu mà của em với bà thì chắc tầm 100-150 thôi ạ. 100-150 à? Vâng ạ. Ồ thế là cũng là gần được 15 cân đấy nhá. Vâng ạ. 8 cân, 1, 10 cân là được 80.000. Và thêm nếu mà 5 cân nữa thì là được 40.000. Đây nhìn vỏ nó thì rất nặng, mình lấy đi bóc xong là nhẹ lắm. Cái hạt của nó rất nhẹ nhỉ? Vâng ạ. Thế vừa rồi là lúc mà anh đang xuống là em đi về nhà là lấy bao tải à? Vâng ạ. Thế vừa rồi thì chuẩn được cúng. Ngồi nói chuyện với ông bà một chút. Phải nói là ông bà, cô bác ạ, khi mà nghe tin là
Nhà mình đã giải hết cái khoản nợ là 50 triệu ấy. À, rất là mừng và rất là xúc động của cô bác. Đấy, Quân thì một cái cậu bé mà rất là chịu khó luôn cô bác này. Ở nhà thì đi lấy củi phê này, thì làm tất cả những công việc mà vừa với sức của mình. Chỉ sợ là ông bà với bé Hiếu là không có cái để mà ăn thôi. Cái đôi dép hôm nọ thì đã tìm được chưa? Em hôm trước em lên xong em không tìm thấy, xong bà lại lên rừng đi tìm hạt trầu lại thấy ạ. Bà lại đi rừng tìm hạt trầu lại thấy à? Vâng. À, thế là thấy về đúng không? Vâng ạ. À, rất là may đôi dép của em Quân thì cũng là đã lại tìm được rồi cô bác. Đôi dép thì được mua từ bên nước ngoài thì sang thì cũng rất là đắt đấy cô bác ạ, đôi đấy. Bên này thì hết rồi, bên này vâng. Em nhìn thấy không còn nữa. Vâng. Tại vì là cái cây của nó thì ra bên kia thôi. Vâng. Nhà em thì có trồng sắn không ấy nhỉ? Có, chú Đương anh xuống em trồng một ít. Trồng một ít thôi nhỉ? Vâng. Nhưng mà trồng từ lâu rồi chứ? Lâu rồi ạ. Ôi, đi ra bên kia vẫn còn nhiều kìa. Vâng ạ. Có bao giờ mà đi nhặt được một bao tải trắng này chưa? Rồi ạ. Rồi á? Nhưng mình phải lên rừng già. Nhưng phải đi rừng già à? Vâng. Đi rừng già thì mình mới nhặt được một cái bao tải trắng đúng không? Vâng ạ. Một cái bao tải trắng này về thì bóc được tầm bao nhiêu cân? Được 5 cân không? 5-6 cân. Được 5-6 cân thôi à? Vâng ạ. Năm sáu cân là không khô ấy, nếu mà khô thì chắc tầm 3-4 cân thế thôi. À, 4 cân á? Vâng ạ. Mình lấy phơi xong rồi nó không được nặng. Họ phải là mình lấy phơi xong họ mới lấy. Lấy phơi cho người ta mới lấy à? Người ta thu mua khô đúng không? Vâng ạ. Nếu mà không lấy phơi thì họ cho ít. À, là giá nó rẻ hơn đúng không? Vâng ạ. À. Và nó mới cháo. Ra bên kia còn à? Vâng ạ. À, thế là cứ ra nhà nhặt ở cái khu vực này à? Vâng ạ. Đây, đây thì mặc dù không phải là rừng của em Quân đâu các bác, nhưng mà xung quanh này thì ai cũng biết là cái hoàn cảnh của em Quân đấy các bác. Thì em ấy chỉ đi nhặt hạt trầu và mang về để tách lấy hạt của nó thôi, chứ em ấy không có chặt là cây gì, cho nên là cũng được các bác là người ta cho. Ôi, ở đây như có vẻ như là ai nhặt rồi. Chắc là lúc đấy bà về nhặt rồi. Lúc đấy bà về nhặt à? Vâng ạ. Ở dưới kia không có mấy cây cơ. Vâng ạ. Mấy cây kia thì mình không được lấy đâu. Mình không lấy á? Vâng ạ. Ồ. Mấy cây kia thì họ cũng nhặt. À, là mình chỉ nhặt những cây khó đó thôi đúng không? Vâng ạ. Ở đây thì rừng của họ thì họ vừa cho xem, không cho ai về chặt cây đây thì mình mới được nhặt thôi. À, là có nghĩa là mình xem hộ rừng nhà người ta đúng không? Vâng ạ. Ồ. Thế là một tí mang về thì mình lại phải tách hạt của nó à? Vâng ạ. À. Chỗ đấy thì rơi vào tầm bao nhiêu cân rồi? Em cũng không biết được. Không biết à? Vâng. Đây là cái con đường mà bà đưa bé Hiếu đi học với cô bác này. Chỉ gọi là đi theo những cái sườn rừng thôi cô bác. Đi đường mà đưa bé Hiếu đi học cũng đi rất là khó đấy. Không may mà bị chật chân, mà hai ba cháu mà lăn quay ra đây cái thì đúng là lại rất là khổ của bác ạ. Bây giờ thì bà không đưa đi thì là không được rồi. Em Quân thì còn phải làm thêm rất là nhiều việc nữa. Đường kia thì vẫn đi dễ, nhưng mà bà không đi đường kia. Sau sáng bà dậy sớm cùng em lên trên này tìm hạt trầu xong mới đưa em đi học. À, là vừa đưa bà đi vừa đưa bé Hiếu đi học thì nhá, là vừa tìm hạt trầu đúng không? Vâng ạ, nếu không tìm
sớm thì họ sẽ lấy. À. Hôm nay thì ai phát ở đây ấy? Sáng nay là lúc đấy là ông. Ông à? Vâng ạ. À, ông thì chắc là ở nhà không có việc gì làm đấy các bác, thành ra là phát xung quanh nhà để cho nó bớt rậm rạp đi. Bà thì bây giờ đang cho lợn ăn được các bác đây. Để bé Hiếu thì đi học có cái này lại chơi xung quanh ở trong nhà thôi. Ở nhà đó. Chú thì chú bên này thì cũng đã đi học rồi. Ở nhà làm gì Hiếu? Hả? Hả? À, nghỉ cái gì đấy? À, nghỉ cái gì đấy? Tìm má mới ra, tìm má mới ra. Được ra, mới vỉ bên đây bạn ấy. Đấy, đuổi theo chó rồi của bác này. Ồ, anh cầm một cái túm à? Cầm theo cái gì đấy? Cầm theo ăn cá. Cầm theo ăn cá. Mình có là đây thì mình lấy về là phải tách vỏ luôn à? Vâng ạ. Rút vỏ ra Hiếu. Nó không ra. Biết làm không? Hả? Chắc lực vừa hỏi là biết làm không thì cũng trả lời bảo cũng nói rằng là biết làm không có bác. Không có biết trả lời là cái câu nào ấy. Em còn đi học mẫu giáo còn chưa được học mấy tiếng thì chưa biết máy. Chưa biết máy đâu nhờ. Vâng ạ, chỉ cô giáo nó nói gì thì nói gì thôi. Thế là mỗi lần mình đi lấy về là mình phải tách ra bỏ cái hạt của nó này đúng không? Lấy vâng nguyên hạt thôi nhỉ? Vâng ạ. Đây, ở đây thì cũng đã tách ra đi hết rồi cô bác này. Chắc là lấy cái hạt đi phơi hết rồi đúng không? Vâng ạ. À. Thế cái này thì sau này mình còn dùng để làm gì được không? Cái này nếu đến mùa lạnh thì lấy để ở gần bếp thì nó được lâu. À. Là mình để làm củi luôn đấy đúng không? Vâng ạ. Biết làm không? Hả? À, biết làm không? Biết làm không? Biết làm không? Biết làm không? Nào, chú dạy nào, chú dạy cười nào. Chú dạy nhá, con chào. Chào. Nào, nhìn ra đây, nhìn đây chú bảo, nhìn ra đây. Ngào sao? Ngào bên đây. Ngào bây sao? Ngào bên đây. Con chào. Con chào. Các ông bà. Các ông bà. Rồi, nào đừng nhảy tưng tưng nào, đừng nhảy tưng tưng nào. Nào, bỏ tay ra khỏi mồm, bỏ tay ra khỏi mồm. Ở phố ngọ, lắc giọng hả? Ôi, con gì thế này? Đây này, ôi. Hát đây. Con chúc. Con chúc. Nhìn ra đây, con chúc. Nào, không nhảy. Lạc giọng ạ. Hát đây. Nào, nhìn đây. Hát lên lạc giọng ạ. Thì chú cho kẹo, em có hơi kẹo mà lắc nhỉ. Con chúc. Các ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều. Thật nhiều. Sức khỏe. Sức khỏe. Rồi. Ngồi thì vừa dậy vừa nói cứ cười tưng tưng được các bác này. Đấy, nhìn là anh trai của mình bóc cái vỏ hạt sẩu ra ngoài. Bóc như này thì có đau tay lắm không? Không ạ. Không á? Vâng ạ. Đây thì cứ dùng cái kéo mà đâm để mà móc ra thôi à? Vâng ạ. Đây thì nếu một ngày mà em Quân đi thu hoạch được cái hạt chẩu này này cô bác này, mang để đi bán. Ở đây thì người ta thu mua cái hạt chẩu này vào là người ta sẽ ép dùng để lấy dầu hay là làm cái gì đó thôi cô bác ạ. Người ta xuất khẩu đi thì cũng mình cũng không biết là nó trôi đi về đâu cả. Đến chiều tối thì ông với bà là mỗi người làm một cái công việc để cho nó nhanh. Xong là đến tối ăn cơm xong là đi ngủ sớm các bác. Nhà em thì thường mấy giờ là đi ngủ Quân? Là 5-6 giờ ạ. 5-6 giờ đi ngủ à? Vâng. Đi ngủ sớm à? Vâng ạ. Đi ngủ sớm như này thì sáng mai thì dậy mấy giờ? Sáng mai thì dậy sớm. Sớm à? Vâng, bà thì 4 giờ sáng dậy làm cơm cho em ăn xong cùng em đi trên kia nhặt hạt chẩu là đưa
đi nhặt hạt trẩu xong là đưa bé Hiếu đi học thêm rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, ở đây thì cũng có một số lực cũng đọc được một số bình luận rằng là bảo là đi ngủ sớm như này thì như kiểu là đại gia cô bác, thì cho cháu Lực xin được phép là nói thêm một chút nhé cô bác nhé. Đấy, người dân ở trên vùng cao này thì có nhà đi ngủ rất là sớm, nhưng mà cũng kèm theo đó là người ta dậy từ rất là sớm, đã phải dậy từ 4 giờ để nấu cám lợn được cô bác. Nào, còn tăng ba chút đấy. Mùi tự. Thường thì ăn cơm mấy giờ Quân? Bây giờ thì đã chuẩn bị đến giờ ăn cơm chưa? Rồi ạ. Bây giờ là đến chuẩn bị giờ ăn cơm à? Vâng ạ. Đấy, sau bóc một cái thời gian mà khá là lâu rồi cô bác ơi. Chắc là tối nay được rơi vào tầm là 100 hạt rồi cô bác. Chạy tung tăng ở quanh sân của bác này. Ở đây thì rất là may khi mà nhà bên cạnh của em Quân đấy các bác đào một cái khoảng sân ra rất là rộng, thì ra là bé Hiếu cũng đủ một cái khoảng sân mà một mình em ấy tự chơi. Rất là tinh nghịch luôn các bác này, trẻ con mà không có biết cái chuyện gì xảy ra các bác, đói thì chỉ biết khóc thôi, và lúc mà mình ăn no rồi là chỉ biết đùa cợt và vui chơi thôi cô bác, cũng chưa biết nghĩ đến cái chuyện gì mà nó đi sâu xa cả cô bác ạ. Ngày trời thì bây giờ cũng dần dần là vào tối một chút rồi đấy. Vâng. Có sớm một cá Hiếu hả? Tupat á? Tupat á? Là cái chổi đấy cô bác. Vừa nãy cháu Đức bé Hiếu nói thì cháu Đức tưởng là đánh cái gì, đánh cái gì, hóa ra là cái chổi. Khi mà đi nhặt được cái chậu này về của bác thì phải xử lý qua rất là nhiều khu đoạn nước thì mới đem đi bán được. Thế ở đây thì ở bên trong này thì không có ăn được cô bác ạ. Mình người ta đi mang đi chế biến để làm cái dầu hay là thứ gì đấy cô bác. Đây đang ở sau nhà của chú hàng xóm của em Quân đấy cô bác. Thì chú ấy cũng phát ra xung quanh thì có vẻ như là hôm nọ rất là rậm rạp, cho nên là khó xuống thì chắc là em Quân là
À, tận dụng lại để làm củi. Cái này thì có để làm củi được không Quân? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Là mình làm củi nấu cơm hay là củi làm gì? Mình lấy bà lấy đun cám lợn thôi ạ. Bà là lấy nấu cám lợn à? Vâng ạ. À, thế cái đàn gà này có phải gà nhà em không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Thế nhưng mà buổi tối thì gà ngủ ở đâu? Nó ở đâu? Ngủ ở chuồng bò của nhà bác bên kia, nhà chú bên kia. À, thế là mình mượn là cả nhà của chú luôn đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà ở đây thì chú với cô đi làm thì mình có phải hộ chú trong nhà hay là làm gì không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. À, là mình hộ chú trong nhà luôn đúng không? Vâng ạ. Tối cho chú cho bật điện ở trong, cho mình nấu cơm ở trong nữa. À, và cho mình nấu cơm nhờ ở nhà chú luôn đúng không? Vâng ạ. À, thế đến lúc ăn cơm thì mình mang về nhà mình ăn à? Vâng ạ. Thế như này thì cái tiền điện mọi cái thì mình tự chịu chưa? Vâng ạ. À, gọi là mình hộ chú là trong nhà để không cho nó bị hoang vu đúng không? Vâng ạ. À, dưới cái sàn nhà của em Quân đấy các bác thì cũng rất là thơm này các bác này. Đấy, ở đây thì sau một thời gian nữa chắc chắn là cái phần gỗ này thì sẽ bị mọt lên rất là cao các bác. Đấy, cháu được nhìn thấy là ngôi nhà của em Quân là bây giờ nó bị nghiêng một chút rồi các bác ạ. Đấy, ở đằng sau nhà thì cũng được lập ra những cái tấm tre đan vào nhau, thành ra là chưa có được là hoàn chỉnh cho là bao nhiêu ạ các bác này. Và cháu được nhìn thấy những con tấm thì đá bị là nó bị mọt đi rồi các bác này. Thấy ông bà của em Quân thì hiện tại là đang ngủ ở cái phần bên này này các bác này. Cả bé Hiếu nữa đang ngủ phần bên này. Hôm trước thì do bà trước thì bà nấu cơm các bác không có để ý cho nên là nó bị rơi một chút cái hạt than ra bên này, thành ra là nó xém là bị thì mà mình ở trong một cái ngôi nhà mà nó rất là khô rồi các bác. Cây bên kia hôm trước bác bảo là cho chặt đi nhưng mà em mấy hôm nay thì em cũng vác dương thì chưa được chặt à? Vâng. À, thế là cái cây bên kia là cây của nhà bên nhà bác ấy chú? Vâng ạ. À, xong nói chuyện với bác bảo là bây giờ sụp thì nếu mà không chặt mai sau nó sẽ đổ vào nhà, bác bảo là cứ chặt cho chặt. À, thì cây bên kia thì ông nội cháu Lực cứ nghĩ là cái cây của nhà em Quân đấy các bác, nhưng mà không có phải là cây của nhà bác hàng xóm hay gì đấy các bác. Thành ra là bây giờ nó bị sạt hết rồi. Quân cũng xin bác là muốn chặt đi thì bác không có đồng ý các bác. Cây bên kia nếu mà bây giờ mà nó bị đổ ấy thì nó sẽ bị đổ ra hướng cái ngôi nhà luôn các bác. Tại vì là ở phần cái rễ của nó thì hầu như là nó đã bị lún xuống và bị sạt hết rồi các bác này. Đấy, nó tạo thành một cái hụp đi vào trong rất là sâu luôn. Nó khó à. Bây giờ thì em cũng đi nấu cơm chứ bây giờ ấy. Vâng ạ, lúc đấy bà nấu xong rồi ạ. À, là bà nấu cơm xong rồi à? Vâng ạ. Thế là bây giờ một tí nữa chị cũng chuẩn bị là ăn cơm à? Vâng ạ. Thế là mà những công việc ở ngoài hết thì mới ăn cơm đúng không? Vâng ạ. À, cho lợn ăn đủ mọi cái, xem là gà vào chuồng chưa thì mới ăn cơm đúng không? Vâng ạ. Em phải bóc xong à, cho ông thái cỏ xong mới ăn cơm. Thái cỏ xong mới ăn cơm à? Vâng ạ. Thế thì em thái cùng ông hay là ông tự thái? Không ạ, em thái cùng ông ạ. Thái cùng ông à? Vâng, nếu mà lúc nào em không ở thì ông tự thái. Ông tự thái á? Vâng ạ. Thế thì bây giờ đã đi thái cỏ chưa? Bây giờ bóc một tí nữa xong mới đi. À, cái ngôi nhà bên này thì là được em Quân mượn lại của nhà chú để em ấy để rơm này, xong là để cả con bò của nhà mình luôn cũng á. Bây giờ đây thì cũng được em Quân là xếp vào rơm ở đây khá là nhiều cô bác. Có cái gì là ông đi lấy về à? Vâng. Nghe bác bảo, bác gọi điện bảo là tối thì cho ngủ đây. À, là ngủ đây để trông đúng không? Vâng ạ.
Dạ nhà em cũng để dưới này nữa thì cho ông ngủ đây, nếu mà ai về trộm mới biết ạ. Thế là buổi tối thì ông hay ra đây ngủ là nhiều à? Vâng ạ. Mình ra thấy cỏ này chắc là có từ rất là lâu rồi đúng không? Vâng ạ, cũng được lâu rồi. Cái cỏ là ông đi lên trên rừng để cắt về thôi nhỉ? Vâng ạ. Chứ không phải là cỏ trồng đâu. Vâng ạ. Hôm trước cũng trồng một ít xong à, đi cắt xong à nó chết rồi. Bây giờ mình phải lại đi trồng lại. Thế buổi tối thì bảo ông là cẩn thận nhá, mình vâng. Để rơm ở trong nhà đấy. Vâng ạ. Rơm này thì nó khô và rất là bén. Vâng ạ. Này thì một bó cỏ tơi với lại một bó cỏ rơm này à? Vâng ạ. Một bó rơm, một bó cỏ tơi với lại một bó rơm à? Vâng ạ. Tối nào lấy được ít thì lấy một bó rơm, còn nếu mà tối nào lấy được nhiều thì không cần rơm đâu. Khá là tối rồi các bác ơi. Nhà em Quân thì cũng là chuẩn bị vào ăn cơm rồi các bác ơi. Cơm thì em Quân cũng nấu bằng nồi cơm điện hết cả các bác ạ. Chứ em thì nói là ở quý sĩ á, nên tầm lý á khá là. Nhanh. Cho hùng, cho hùng. Dạ. Cho. Bây giờ thì cũng đợi ông một chút này các bác ơi. Vừa rồi thì ông Quân đang lấy cỏ để cho bò để ăn đấy các bác. Nhà Quần thì hôm nay sẽ gồm có là cái này là canh gì đây Quân? Đây là khoai lang, rau khoai lang. Rau khoai lang đúng không? Vâng ạ. Có một chút thịt nữa. Vâng. Và một chút lạc nữa này các bác này. Vâng. Cũng năng mà cũng năng mà. Ba la ba. Đây là ăn cái gì ăn? Ăn. Ừ. Đã, eo đi chút chín. Có năng chín rồi. Đấy, bé Hiếu biết mời không hả? Ừ. Nào, mời, mời đi, con mời. Nào, bỏ ra bỏ, ăn đã, ăn đã. Đấy, cho mồm đã, bây giờ nói cho chú nhá. Ồ, hát được nó ảo con mời. Hát được. Các ông bà. Ông bà. Ăn cơm. Hát được. Ăn cơm. Ăn cơm. Rồi. Con mời tất cả quý ông bà của chú anh chị cùng con ăn cơm ạ. Rồi. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ ăn cơm cùng em Quân bữa tối nay cô bác, chiều nay. Bây giờ thì ở ngoài thì cũng đã tối rồi cô bác này. Ăn cơm xong thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về trên nhà của mình thôi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà của chú anh chị là cùng cả gia đình em Quân ăn cơm. Hiếu thì ăn được mấy bát hả Hiếu? Hả? Một bát thôi hả? Chị lên chị vào nè. Vào nhớ nè. Hả? Hai à? Đi vào ăn nào. Và ăn được một bát rồi các bạn. Kèm theo một chút rau này. Đấy, ráp thịt thà cho ông đi. Vâng ạ.
gắp thịt gắp thà cho ông bà. Vâng ạ. Ông Hiếu nhìn những cái lúc bán cơm của bác hầu như là dùng hàm để mà nhai thôi, còn không còn răng để mà nhai nữa cô bác ạ. Rất là tội bà khi mà ăn cơm và những cái đồ rất là cứng. Lạc này thì bà chắc là phải lấy rang lên xong là giá ra thì bà mới ăn được thôi. Vâng ạ. Ai sao không ạ? Thấy gì này? Thấy gì này? Đây, một cái bữa cơm mà nhìn trông rất là ngon này cô bác này. Đây, bữa cơm này là cái bữa cơm mà sau khi mà em Quân đã bỏ đi được trên đôi vai của mình một cái khoản nợ phải nói là rất là lớn của bác ạ. Ừ. Còn bây giờ thì Trấn Lực cũng sẽ cùng em Quân với lại ông bà ăn cơm của bác. Vừa rồi thì mấy ông cháu cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác này. Và chúng tôi sẽ cùng đi về trên nhà của mình rồi cô bác này. Chào đây. Ăn cơm no chưa Hiếu? Không im vào. Im vào đang. Đây bạn này mới chào lấy cốc kiểu mỏ. Chào đây. Bạn này hát hát làng ảo không? Con chào. Con chào. Các ông bà. Con bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Rồi, con chào tạm biệt tất cả quý ông bà của chú anh chị ạ. Này, hai tay, rồi. Khoanh tay chưa? Khoanh tay thế à? Lên lên lớp cô giáo dạy khoanh tay thế à? Phải không? Phải không? Phải không? Hay cô nói phải không các bác? Nhiên phải cho phải đứa nó phải đấy. Thôi, bây giờ thì ăn cơm xong thì mấy ông với bà thì ngơi sớm đấy nhá. Vâng ạ. Rồi anh cũng đi về đây bây giờ. Vâng ạ. Khá là muộn rồi đấy. Vâng ạ. Nên bây giờ cũng khá tối muộn này cô bác này. Đây Trấn Lực cũng sẽ di chuyển lên trên nhà của mình thôi cô bác ạ. Phải đi những cung đường mà đi vào nhà của em Quân đấy cô bác. Đến tối muộn về chỉ có nghe thấy những cái tiếng mà dế kêu với lại ếch kêu thôi cô bác. Đi đêm thì có vẻ là khá là tối rồi cô bác ơi. Nhưng mà Trấn Lực cũng có một cái đèn rất là sáng luôn. Trấn Lực cũng xin được cảm ơn tất cả các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã cùng nhau để giúp đỡ cho em Quân được giả cái khoản ngân hàng. Và bây giờ thì phải nói là bỏ đi trên đôi vai của em ấy một cái khoản nợ rồi cô bác ạ. Có vẻ như là sâu một cái quãng thời gian mà leo đồi cô bác thì rất là mệt luôn. Lúc ban ngày xuống thì có vẻ như là đi xuống một con đường khác, và tối muộn thì về một con đường khác cô bác. Mặc dù cái quãng thời gian và cái quãng đường đấy đi đều giống nhau cả. Hay còn cái thước phim hôm nay thì Trấn Lực cũng xin được kết thúc lại ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác anh chị.